thành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Cho tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nét nam mà chúng tôi được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam chư nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 302. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Thapagaru Vichetako Lo Kassasatha Janadam Mako Vidwanda Mahantang Narapu Chanayakam. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, ngài bậc trí thức không đau sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tôi thần giáo chủ, trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô giá tá sát sát thú nô lô ca nông mạnh thát sơ vi nà thơ rô phô sát bà nhu vô thóc bà tí phù tí sanh nhá tô quanh đà. Mạc hà lòng ná ra phù. Chân này gia cầm pháp bảo với như anh vàng, như là soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đang cho cúng dường. Sang khô vi số thô chú bát tá sa sa quá cô sa sa chú ca mô quá ra thầm bát sĩ khắc cô nền đà bát sẵn sa đi a nà đá rô quá rô quần đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tam bảo thiên văn vật đạt tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh định ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tần át tế giá tề chê ná sĩ khà mê ê tu quá thá năng tá xà vi a nú pa vê ná sá há xà dê ná sĩ chạc tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần thái dương ông đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 302. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha, câu Phật ngôn 302. Cái bài này có sửa rồi ha, hồi nãy xin Nhật Quỳnh đưa lên thiếu một chữ ca. Vâng, hồi nãy Sức Nhật Quỳnh đưa lên thiếu một chữ ca, chữ đúc kha mà thiếu một chữ chữ ca. Rồi, Sức Nhật Quỳnh đưa lên đúng rồi. Rồi, rồi, sa tu. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Trước tiên là về từ vựng ha. Đúc bóc bắt chẳng đu ra phí ra mầm. Quý vị từ từ ha. Đúc bắt bóc chẳng nó cũng hơi khó đọc ha. Rồi quý vị từ từ đi, mình phải đọc. Đúc bắt chẳng đu ra phi ra măng. Đúc bắp bắt chẳng đu ra phi ra măng. Wow. Đây khó. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ nó ra, tại sao khó dữ vậy. Chữ đúc bắp bắt chẳng
Cái từ này chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ đu ở phía trước. Đây là một tiếp đầu ngữ nói lên cái sự khó, xấu, ác, bệ, chữ đu. Nhưng mà khi chữ đu đi với chữ bóc bách chăng thì nó phải thêm một chữ B nữa, B phở ha, thêm một chữ B nữa. Cho nên chúng ta đọc là đúc. Rồi bóc bách chăng do cái động từ gì mà nó có, tức là bóc bách chả tí, bóc bách chả tí có nghĩa cái động từ này có nghĩa là từ bỏ gia đình xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, thì người ta dùng với động từ bóc bách chả tí ha. Thì ở đây bóc bách chăng nó được chia theo đối cách số ý khan đu tỳ gia vi phát tí e ca qua chân na, cho nên bóc bách chá nó biến thành bóc bách chăng. Thì đức bóc bách chăng có nghĩa là sự xuất gia là khó, sự xuất gia là khó. Một cái từ đầu tiên mà thấy giọng đọc còn thấy cũng hơi rắc rối rồi ha. Đúc bắp bắt chăng ha. Đúc bắp bắp bắt chá tí, bắp bắt chá tí, động từ là xuất gia, động từ tức là đi tu. Bắp bắt chá tí chứ không phải là bắt chá tí ha. Bóc bách chà tí đó, cái chữ ở dưới nó đúng hơn là chữ ở trên ha. Rồi bóc bách chà tí cái động từ của nó thiếu bỏ đi một chữ gì ha. Rồi nó vậy đó. Là cái khi mà có một sự quyết định thể hiện bằng hành động thì cái động từ này là động từ số ít ha. Còn nhiều người mà còn đi tu một lượt á, gọi là bốc ba chăn tí ha, thì đó là số nhiều, còn đây là số ít nha. Rồi cái câu đầu tiên mới một từ đúc bắp bắt chăn là xuất gia là khó ha. Rồi cái từ thứ hai đu ra phi ra măng ở đây chúng ta cũng thấy cái từ thứ hai này có chữ đu ở phía trước. Chữ đu là một tiếp đầu ngữ cũng có ý nghĩa là khó, là xấu, là tệ, là ác. Chữ đu ở phía trước. Rồi thêm chữ ác phí nữa, nó cũng là một tiếp đầu ngữ. Nói lên ý nghĩa là ở bên trên mà chữ áp phí này ở bên trên, nếu mà nói về ví dụ pháp thì nó là tối thượng vi diệu thù thắng áp phí. Đu ra phí ra măng thì chữ ra măng này á, do cái từ rama. Và cái từ rama này nó là một danh từ trung tính ha, nhưng mà được chia theo đối cách số ít đu tỳ gia vi phát tỳ e ca qua chà na, cho nên chữ rama biến thành ramang. Chữ ramang cái chữ của nó là ram, ý nghĩa là thỏa thích hoan hỷ. Nhưng mà phía trước nó
có những tiếp đồ ngữ không được tốt đẹp, cho nên Durapi Ramang có nghĩa là sự thỏa thích là khó. Sự thỏa thích là khó. Vậy thì câu đầu tiên này, quý vị thấy Đúc Bắp Bắt Chẳng Đu Rắc Phí Rạc Măng xuất gia là khó, thỏa thích là khó. Xuất gia là khó, thỏa thích là khó. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Câu đầu tiên xuất hiện hai cái khó mà ha. Cái khó của sự xuất gia, cái khó của sự thỏa thích, hay là đam mê, hay là chú tâm một cái vấn đề gì đó. Đó là hai vấn đề khó, câu đầu tiên. Câu số 2, Đu ra hoa xà khá ra đúc ca. Đu ra hoa xà khá ra đúc khà. Câu số 2 này, trường âm hơi nhiều ha. Để coi bao nhiêu trường âm. Wow, chỉ có 2 đoạn âm mà còn tới 6 trường âm, dữ dội ha. Đu ra hoa xà khá ra đúc khà. Câu số 2 có 3 từ. Đu ra hoa xà, đu ra hoa xà. Chúng ta cũng thấy có tiếp đầu ngữ đu ở phía trước, có nghĩa là xấu, là khó, vân vân. Rồi asawa, asawa, asawa. Do cái từ awasa, awasa. Bởi vì đây là một cái từ mà do căn ngữ quá, có nghĩa là sống. Vậy thì chữ asawa ở đây do cái từ awasa, awasa. Và chữ awasa này nó được đứng làm chủ cách số nhiều ha. Bà tham bà phú quá trình áo quyền pháp tí, cho nên chữ awasa biến thành awasa. Rồi có tiếp đầu ngữ đu ở phía trước, đu ra hoa xà, tức là có sự khó mà chung sống, có sự cư ngụ khó khăn trong cái vấn đề hòa đồng, vấn đề sống chung với nhau, thì có những cái sự khổ phát sinh lên. Cho nên đu ra hoa xà có nghĩa là có sự cư ngụ khó khăn, hoặc là có cái sự khó mà chung sống với nhau. Cái từ đu ra hoa, hoa xà ý nghĩa là như vậy. Rồi sau có hòa xã, có sự khó mà chung sống, có sự là cư ngụ khó khăn. Rồi xà thủ, xà thủ. Rồi cái từ thứ hai khá ra, khá ra do cái từ khá ra. Khá ra là một chân từ nam tính, akran pháp phun rình ra. Và chữ khá ra này được chia theo chủ cách số nhiều, bạch tham ma bahu vachana vipatti, cho nên chữ khara nó biến thành khara. Khara có nghĩa là những ngôi nhà, cũng có thể tượng trưng là đời sống tại gia, tại gia hay là những ngôi nhà. Chỉ đúc khà,
chữ thứ ba. Dukkha do cái từ dukkha. Dukkha ở đây nó được chia theo số nhiều. Đứng làm chủ cách Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên chữ dukkha nó biến thành dukkha. Dukkha là nhiều hay là những, hay là nhiều cái khổ hay là những cái khổ, ám chỉ cho số đông ha, ám chỉ cho số nhiều. Và chữ dukkha ở đây nó có dạng như là một tính từ. Những điều khổ bằng là như vậy thì cái câu số 2 này sao? Câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Durawasakara dukkha, đời sống tại gia có sự cư ngụ khó khăn là khổ. Đời tại gia có sự khổ là sự cư ngụ khó khăn ha. Durawasakara dukkha, đời tại gia có sự cư ngụ khó khăn là khổ. Sự cư ngụ khó khăn là khổ, đúng rồi, bởi vì có chữ dukkha. Rồi như vậy là đây là cái khổ thứ mấy, thứ ba phải không? Sống chung đụng với nhau đó là một sự khổ. Trên hai cái khổ rồi, đây là cái khổ thứ ba ha. Đây là câu số 3. Dukkho samana sanvaso. Dukkho, và lại cái từ này, dukkho samana sanvaso, dukkho samana sanvaso, rồi đúng rồi, chữ dukkho thì quý vị biết cho từ dukkha ha. Số ít của nó là dukkho. Dukkho có nghĩa là nói chung là sự khổ ha. Dukkho là sự khổ. Rồi tiếp đó là sammanasangvaso. Sammanasangvaso. Chúng ta thấy samana có nghĩa là đồng hay là giống, đồng hay là giống. Còn chữ asamana tức là không tương đồng, không đồng đẳng. Một cái chữ samana đây quý vị đừng có nghĩ rằng là sa môn ha. Sa môn thì chữ n á có dấu chấm ở dưới, còn đây chữ n không có dấu chấm. Thì chữ samana này có nghĩa là ngang bằng, có nghĩa là đồng đẳng. Rồi sanvaso ha, do từ sanvaso. Sanvaso có nghĩa là sự sống chung. Chữ vaso nó là một danh từ nam tính, Arantapunringa, và có chữ san phía trước, tức là cùng, tự mình hay là hoàn toàn. Vậy thì sanvaso có nghĩa là sự sống chung, sự sống chung. Vậy thì cái từ sống chung này nó được nằm ở trong chủ từ ha, nó đứng làm chủ từ. Nhưng mà số ít chữ sanvaso này
à, sangwa xá này nó biến thành sangwa so hả, à, nó đứng làm chủ từ bathama ekavachana vipatti. Vậy thì ở đây dukkho samma na sangwa so, dukkho samma na sangwa so, cho chúng ta là sự sống chung với người không tương đồng là khổ. Sự sống chung với người không tương đồng là khổ, tức là bất đồng tư tưởng, không cùng lý tưởng, không cùng một hướng đi, thì đó cũng là khổ ha. Rồi. Vậy câu số 3. À, câu số 3 thông qua ha. À, bây giờ đến câu số 4. Câu 4. Và wow, nó là một nhóm từ luôn. Dữ dội. Dukkha nubbati tathagu. Thagu, thagu, thagu chứ. À, chị mới có dấu quyền là sao mà. Để coi lại quý bài học ha quý vị. Chữ thác gu chứ sao mà thác gu được. Alo, chờ một tí, chờ một tí. Đưa bài lên. Rồi, đó là chữ Nhật Quỳnh, chữ thác gu, bên này chữ thác gu nè. Nhớ chữ, wow, cũng là thác gu hả? À, để coi lại. Tha gu. Chắc tha gu. Rồi. Tắc tha gu. Hai cái từ này coi rằng. Tắc tha gu. À, hai từ đều là là trường hợp thông thường mà. Chắc phải vô. Rồi, như vậy là Sheikh Ayman đưa lên chữ Tha Gu là đúng ha. À, chữ Tha Gu là đúng chứ không phải Tha Gu ha. Rồi, bài học chỉ là thiếu dấu quyền, chỉ mới sửa lại chữ K thôi. Dukkha này, câu số 2, còn chữ thác gu ở phía dưới này ha. Rồi, để quý vị chờ chút, để chỉnh lại luôn. Chắc thác gu, ốt cái này đúng nè. Quý vị chờ chút, chờ chút, chờ chút. Chắc thác gu. Rồi, cái chỗ này là coi như chữ thác gu, chứ không phải thác gu. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi. Rồi, quý vị quan nghĩ cho thêm cái dấu huyền. À, đây, cái bài học này có rồi. À, quý vị thông cảm ha. Học phải hỏi. À, học phải chỉnh lại. Nhiều khi trong sách vở, không phải là căn cứ theo sách vở cái gì cũng đúng. Mà chúng ta căn cứ theo căn ngữ của nó. À, theo căn ngữ của nó. Để chúng ta biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai để mà sửa. Rồi, câu số 4. Dukkha nubbati tathagu. Tại vì câu nào cũng khổ hết nè. Giỡn hoài. Nếu mà khổ hết thì sinh làm người làm gì? À, khổ hết á, chỉ có loại bằng sanh à. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì cái đó nó khổ nhiều hơn. Còn mình có khổ có vui chứ. Tại sao nói cái nào cũng khổ hết vậy? Thì sống làm người làm gì khổ? Mà nhàn cảnh là cõi người cõi trời, mà nói cái chỗ nào cũng khổ hết. Vậy là không đồng ý ha. Rồi bây giờ Dukkha nubbati tathagu. Câu số 4 hả? Dukkha nubbati tathagu. Chữ Dukkha quý vị biết rồi ha. Dukkha đó là sự khổ ha.
Rồi sao nữa? Nubati tắc thạ vù. Nubati tắc thạ vù. Cái quan trọng ở đây tức là tắc thạ vù. Tắc thạ vù nó chạy nó mất tiêu rồi. Bởi vì chữ cha chữ bát tý ha, bát tý cộng với áp thạch gù, chữ bát tý là một tiếp đồ ngữ ha, còn chữ áp thạch gù, áp thạch gù nó là một danh từ nam tính ha, u karanta phung linh ga, và chữ áp thạch gù này nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch Ma Ê Cao Quá Chánh Na Vừa Phát Tí là Áp Thà Gu, ở đây có nghĩa là kẻ đi lang thang hay là con người mà coi như lên xuống người người luân hồi, tức là cái người này vui đâu chút đó ác cũng có mà thiện cũng có khi mà lên lên nhàn cảnh thì chỉ là tạm trú, mà thường trú thì ở địa ngục là quỷ súc sanh Atula thì thường xuyên. Tức là bốn cảnh khổ đó có bốn cái tòa lâu đài để cho cái kẻ đi lang thang này, để cho cái người luân hồi này nó thường trú ở địa ngục là quỷ súc sanh Atula thì nhiều hơn là tạm trú ở cõi người cõi trời. Coi lại câu hai chữ, chữ đúc khô chứ sao, đúc cô là sao, đúc khô hay là chị gì có chữ đúc cô, rồi đó em mà có dấu chấm dưới sân qua xô đó. Dấu chấm trên cũng được đi, miễn sao có chấm có nút ruồi ở trên dưới gì cũng được hết á, có nút ruồi là được rồi ha. Rồi đó, cái chữ tím 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 đó nó rõ ràng hơn là cái chữ nhỏ xíu của chiếc kiền. Kinh rồi, như vậy tới câu mấy rồi, câu bốn hả, câu bốn mình tới câu mấy đây, rồi còn câu năm câu sáu nữa. Rồi tasmana chấp tháp vù si già, câu số năm chưa xong câu bốn hả, câu bốn cái ý nghĩa là sao đây, câu bốn là những kẻ luân hồi bị rơi vào khổ đau, dukkha nupati tắc tháp vù, kẻ luân hồi bị rơi vào khổ đau, tức là cũng có cái khổ trong đó nữa, có cái khó trong đó nữa, cái vậy là bốn hả, cái kia là ba, câu bốn này tức là cái người mà không có lập trường á, tức là vui đâu chút đó thì người này bị rơi vào khổ đau của cái vòng sinh tử. Những cái luân hồi rơi vào khổ đau đó, cái khổ này là khổ thứ tư ha. Rồi như vậy là xong ha, câu năm tasma na chak tha vu si ya, tasma na chak tha vu si ya. Wow, Đức Pháp Tràng nghe chỗ này cái quán hồn bỏ chạy mất tiêu ha. Rồi câu thứ năm, chữ tasma, tasma do đại từ tá, nhưng mà đại từ tá này được chia theo xuất xứ cách, xuất xứ cách số ít, tức là bằng chấm mỹ vì phát tiết e câu quá trình a, cho nên chữ tá biến thành tasma, tasma là do đó, từ cái đó, tasma là do đó, từ cái đó. Ná, quý vị biết rồi, ná là không, ha.
tha gu si ya ha chấp tha gu. Chữ chấp tha gu ở đây chúng ta thấy chữ cha ha cộng với ách tha gu, chữ cha cộng với ách tha gu và nó biến thành chấp tha gu cha. Chữ Atthagu nó là một danh từ nam tính ha, có nghĩa là kẻ đi lang thang, kẻ luân hồi. Và thêm chữ chá ở trước đó có nghĩa là và ha, chá là và hay hoặc. Rồi chữ Siya sau cùng, chữ Siya có nghĩa là nên, là nên trở thành, nên là nên trở thành. Bởi vì siya đây nó là một cái động từ, tha động từ số ít, nên là nên trở thành. Vậy thì cái câu số 5 này ha, tất mà na chấp tha gu siya, tất mà nó chấp tha u si ya, do đó không nên là kẻ luân hồi, do đó không nên là kẻ luân hồi. Tức là sống phải có lập trường, sống phải có ý nghĩa, chứ không phải là vui đâu chút đó, vui đâu chút đó, ai sao tôi vậy, đó là những kẻ luân hồi. Rồi câu 6, Nacca dukkha nuppatito siya, Nacca dukkha nuppatito siya, Nacca dukkha nuppatito siya. Câu số 6 chúng ta thấy có 4 từ, na là 1, cha là 2, dukkha nuppatito là 3, siya là 4. Nó là không ha, cho nên là và hay hoặc. Rồi dukkha nuppatito, dukkha nuppatito ở đây chúng ta thấy chỉ dukkha này đi với cái từ anuppatito. Dukkha nó là một danh từ trung tính ha, Akarantanapumsakalinga, bởi vì cái khổ nó không nói thuộc về nam tính hay nữ tính. Người nam cũng khổ, người nữ cũng khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Cho nên nó là một danh từ trung tính, nó ở giữa. Thì khi lúc khác đi chung với Anupatita, Anupatita thì chữ anu có nghĩa là kế theo sau hay là cùng với ha. Rồi chữ cái động từ của nó là bát tạp tí ở đây. Cái căn ngữ của nó là căn ngữ bát, có nghĩa là rơi xuống. Nhưng mà bát tí tá ở đây, bát tí tá ở đây có ý nghĩa là rơi vào bổ đầu. Dukkha nuppatito nó đứng làm chủ từ ha, đứng làm chủ từ. Bhatama ekavachana vipatti, cho nên patita biến thành patito. Dukkha nuppatito là người rơi vào khổ đau, người bị rơi vào khổ đau. Rồi chỉ khi câu số 6 cũng giống như câu số 5, có nghĩa là nên là nên trở thành, nên là nên trở thành.
Và câu số 6 này, Naja dukkha nupatito siya, Naja dukkha nupatito siya, và không nên là kẻ bị rơi vào khổ đau, và không nên là kẻ bị rơi vào khổ đau. Như vậy đây là cái khổ thứ năm nữa rồi ha. Khổ thứ năm là cái khổ mà người không có lập trường, không có lý tưởng, không có sự quyết tâm, mà ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Đó là những kẻ mà gọi là những kẻ luân hồi. Rồi, như vậy là ý nghĩa tự vấn chúng ta cũng đã thông qua ha. Câu Phật ngôn 302 cho chúng ta một ý nghĩa. Sự xuất gia là khó, sự thoát thích là khó, đời tại gia có sự cư ngụ khó khăn là khổ, sự sống chung với người không tương đồng là khổ, kẻ luân hồi vì rơi vào khổ đau, do đó không nên là kẻ luân hồi và không nên là kẻ bị rơi vào khổ đau. Wow. Nghe khó hiểu hả? Nhưng mà các cháu có thời gian chúng ta thảo luận tại sao và do nhiều ý kiến thì chúng ta có sự thông suốt. Rồi, chị Kim có ý kiến gì? Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trở lại câu số 2 đó sư. Con thấy trong chú giải đề chữ Dukkho có chữ apostrophe đó. Cái chữ dấu sắc đó sư. Dấu sắc rồi mới chữ Samanasangwaso. Thì theo con học ngữ vận Pali á, nếu mà cái chữ dấu sắc mà như vậy đó, thì đó là hai nguyên âm nó gần với nhau, thì nó sẽ loại bỏ đi một nguyên âm. Thì cái chữ Dukkho này cộng á, nếu mà viết riêng ra mà không có cái dấu sắc đó đó, thì viết đúng ra Dukkho á sa ma na sang wa so. Thì cái chữ á sa ma na sang wa so thì nó tách ra nó là cái chữ á sa ma na sang wa so, thì nó có chữ tiếp đầu ngữ suffix chữ a đó sư, là có nghĩa là không. Nó thì không, thì rồi chờ cộng chữ á cộng với sa ma na, thì á là không, sa ma na là đồng giống nhau, bằng nhau, giống nhau. Thì đó thì cái câu số 2 thì sư dịch ra Dukkho có cái dấu sắc á. Sa ma na sang wa so mới có nghĩa là có sự sống chung với người không đồng, có người không tương xứng là một sự khổ, thì nó đúng hơn. Nếu mà sư không có chữ a trong đó đó sư. Nếu mà không thì sư phải viết, nếu viết viết cho nó ngắn thì người ta bỏ cái dấu sắc lên và bỏ đi cái nguyên a, thì người ta không thấy nguyên âm a. Con nghĩ là vậy đó. Rồi con thắc mắc cái đó không biết có đúng không. Dạ con xin cảm ơn và xin trả máy lên mời sư ạ. Alo, sao tôi ta số chích kim một cái chỗ này để cho chúng ta coi như không còn nghi ngờ ha. Chỉ lúc khô sao mà đã tăng hòa sổ có dấu sắc đó. Cái dấu sắc đó là một cái trường hợp lô vô và sân thí. Xóa và ráp chữ thay vì chữ đúc khác ha. Rồi a samma na sang wa so à, nhưng mà ở đây chữ a biến mất và chữ khô đúc khô samma na sang wa so đây một trường hợp xóa và ráp chữ theo văn phạm ha. Thì chị Kim có ý kiến như này rất đúng, bởi vì chữ a samma na sang wa so có chữ a thì nhưng mà chữ a nó biến mất đi khi có một dấu sắc, chữ đúc khá nó cũng biến mất chữ a đi, mà nó ở đây
nó xóa và ráp chữ, nó biến thành chữ O, à, biến thành chữ O, nó đứng làm chú từ, ha. Dukkho Samana Sanvaso, quý vị biết theo cái thể thơ, ha, thể thơ tám từ thì làm sao cũng phải ngắn gọn và nằm trong quy luật đó. À, Dukkho Samana Sanvaso tám từ. Thì bây giờ chữ Dukkha, ha, rồi chữ Asamana Sanvaso thì chúng ta dư một từ. Nhưng mà chữ Dukkha nó đi liền với Samana Sanvaso, chỉ thêm hai chữ A nó biến thành chữ O, à, biến thành một cái hai đoạn âm biến thành một trường âm O, à, thì chúng ta thấy cái câu này đủ tám âm từ và không mất đi ý nghĩa nha, không mất đi ý nghĩa. Tức là Dukkho Asamana Sanvaso, ha, à, chỉ Dukkha Asamana Sanvaso thì nó biến thành Dukkho Samana Sanvaso, ha. À, quý vị thấy sự sống chung với người không tương đồng là khổ. Không tương đồng ở đây tức là có chữ A, mà chữ A nó đã biến mất thành là chữ khô, à, có vô sắc nữa. Cho nên nếu mà viết rời ra, viết rời ra thì ý nghĩa khác, à, có vô sắc. Để biết rằng ở chỗ này nó mất đi một tiếp đầu ngữ, đó là A, mất đi một tiếp vị ngữ, chỉ khá mất đi một tiếp vị ngữ cũng là A, và hai cái nguyên âm coi như đoạn âm đó nó trở thành một trường âm gọi là Dukkho. Còn nếu mà số nhiều là Dukkha, ha, chủ từ, ha, Dukkha Samana Sanvaso. Alo, thời gian trôi qua rồi, quý vị thông cảm ha. Rồi, chị Kim còn thắc mắc không? Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thờ lục bát thế này. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền dập dồn lại khó hơn nữa. Sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp trao ôi, chán ôi. Làm người lữ khách luân hồi cũng thương, càng thương. Vậy nên dừng gốc đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chạy hoài. Trời ơi, tiếng Việt đọc không chạy rồi con ơi. Mở mắt rồi. Câu 302, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, ha. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập giờ, dập dồn lại khó hơn nữa. Sầu buồn kéo lôi, bằng bài không hợp chán ôi. Làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gốc đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn trái hoài. À, rồi, cảm ơn sư trẻ Nhật Quỳnh, à, đã đưa lên cái chữ bự bự dễ thấy một chút, dạ, trong sách chuyện nhau qua. Rồi, bây giờ Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ha. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, à, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Ồ, câu 1 là khó, câu 2 cũng là khó, câu 3 là khổ, câu 4 là khổ, à, rồi câu 6 là đau khổ, ha. Rồi. À, bây giờ chúng ta đi vào bài học, mất thời gian nhiều rồi, ha. Alo, câu 1, câu 2 đi. Câu 1, câu 2.
số 1, câu 2 là một lần luôn đi. Đúc bóc bách chẳng đu ra phí ra mầng đu ra hoa xá ra đúc hà. Đúc bóc bách chẳng đu ra phí ra mầng đu ra hoa xá khá ra đúc hà. Bây giờ câu 1, câu 2 quý vị cho biết trường âm và đoạn âm ha. À, ôn lại để cái giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. À, cũng hơi khó đọc chứ không phải là dễ. Chính vì khó đọc như vậy cho nên chúng ta phải nhận định trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được tốt hơn. Đúc bắp bắp chẳng đu ra phi ra mằng đu ra hoa xa khá ra đúc hà. À, khi chúng ta đọc biết đúng biết sai, tức là chúng ta phân biệt được nó là trường âm, nó là đoạn âm. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào thực hành ha. Lý thuyết thì chúng ta cũng đã thông qua rồi, à, về từ vựng. Còn bây giờ về thực hành thì chúng ta phải nhận định trường âm và đoạn âm, rồi chúng ta đọc đúng. À, đó là điều quan trọng ha. Rồi bây giờ tại trong đạo tràng ai là người xung phong trước đây? Alo, từ trên xuống dưới ha. À, Sĩ Kim là người xung phong trước ha. Xà Thủ, Xà Thủ, cái nào khó là thấy có Sĩ Kim liền ha. Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin phân tích pháp cú câu 302, câu phần số 1 chứ phần số 2 đó. Trước khi con phân tích, con xin đọc lại ạ. Đúc bắp bách dần đu ra phi ra măng đu ra hoa xà khá ra đúc khà. Con xin đọc lần thứ 2. Đúc bắp bách dần đu ra phi ra măng đu ra hoa xà khá ra đúc khà. Đúc là trường âm nhắn, bắp là trường âm nhắn, bắp là trường âm nhắn, chăng là trường âm đọc theo một ruồi, không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con sorry, con thấy một ruồi là con mê mẩn rồi sư. Con thích một ruồi, tại vì một ruồi duyên ấy sư. Thôi sorry, con sáng thôi, sáng thôi. Đú rá phí rá là bốn đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Như vậy trong câu này chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm thông thường. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là chăng và măng. Trường âm nhắn có ba là đúc, bách, bách. Và đoạn âm có bốn là đú, rá, phí, rá. Cái câu số 1 này nó có 9 từ, nhưng câu số 2 nó chỉ có 8 từ thôi. Câu con phân tích câu số 2. Đú là đoạn âm, ra, qua, xa là ba trường âm thông thường, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhắn, kha là trường âm thông thường. Câu số 2 này nó cũng giống như câu số 1, nó chỉ có hai loại trường âm thôi, nhưng nó không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường nó có 5 là ra, qua, xa, ra, kha. Trường âm nhắn chỉ có 1 là đúc, và đoạn âm chỉ có 2 là đú và khá. Và con xong rồi đó, con có sai xin di sửa, con xin trả máy lại. Và mời sư ạ. Alo, 123, 123. À, thầy Sích Nhật Quỳnh chát lên là kính lễ là Đức Vô Thí Chí Ta. À, chúng tôi cũng không biết vị này bao nhiêu hạ, cho nên cũng kính lễ chung chung ha. Bởi vì thấy Di Tê Ca rất là tiền khao. Vô Thí là giác ngộ, Chí Ta là tâm, có thể gọi là giác tâm ha, cũng được ha. Nhưng mà chủ từ thì Vô Thí Chí Tột ha,
Ai không biết vị này bao nhiêu hả? Rồi không biết xưng hô kiểu này có đúng hay không. À, mình chỉ thấy TK là đỉnh lễ. Ví dụ như ngài ngài Liễu Tông này cũng để chữ TK vậy ha. À, rồi ngài Pháp Thanh cũng để chữ TK vậy, nhưng mà đối với vị này không biết là hạ lạc bao nhiêu để cái sự xưng hô cho nó có được sự tôn kính. Sư mời lên hả? Rồi, rất là quan hệ. À, xin cung thỉnh, không biết gọi sao nữa. Rồi, xin cung thỉnh vị tỳ khưu Bodhicitta có thể quan hệ ha, cầm micro để chúng ta làm quen với đạo tràng, tạo một cái duyên. Rồi trong đạo tràng, nếu quý vị yêu cầu hoặc là chúng ta thấy rằng sự sinh hoạt trong đạo tràng cần có nhiều cái vị tăng để học hỏi, thì chúng ta thỉnh vào sinh hoạt. Rồi bây giờ cũng thỉnh Đại Đức hay là Thượng Tọa hay là Hòa Thượng gì đây không biết nữa. À, có vị nào quen với vị này không ạ? À, có vị nào quen để mà thính vị này? Chúng tôi không biết xưng hô làm sao nữa. Thấy lạ quá. Bồ thí là giác ngộ ha, chí tá là tâm, thì có thể gọi là chí tâm cũng được ha. À, là giác tâm cũng được. À, biết là chết liền hả? Thì từ từ biết. Alo, alo. Thôi bây giờ cứ để đó đi. À, khi nào vị này cảm thấy rằng có cảm tình thì đưa tay lên thôi ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bởi vì thời gian trôi qua rất là nhanh, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ 5 giờ 22 phút rồi, còn chỉ hơn rồi. Alo, khi nãy Sĩ Kim phân tích, quý vị thấy có chỗ nào sai không? Chúng tôi cũng phân tâm, cho nên Sĩ Kim thông cảm à. Không có chú tâm vô cái sự phân tích của Sĩ Kim, mà thấy có vị nào này vào, thấy Sĩ Nhật Quỳnh, thấy giới thiệu, kính lễ, thì chúng tôi cũng không nắm rõ. Thôi bây giờ tiếp tục. Câu 1, câu 2. Câu 1, câu 2 mời thêm hả? Mời Sĩ Thiện Vũ đi. Alo, Sĩ Thiện Vũ, câu 1, câu 2 phân tích làm sao cho giống như Sĩ Kim nè. Xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Búp bắp bắp chăng đú ra phi ra măng đú ra va ra sa khá ra đúc kha. Con xin phân tích câu 1. Câu 1, đúc là trường âm nhấn, tháp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đú ra phí ra là 4 đoàn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu 1 có 2 loại trường âm, đó là trường âm nhấn có 3 là đúc, táp, tát, và 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là trăng và măng, có 4 bản âm, đú, rá, phí, rá. Câu 2, đú, ra, va, sa, khá, ra, đúc, kha. Trong câu này, đú là bản âm, ra, va, sa là 3 trường âm thông thường, khá là bản âm, ra là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Trong câu 2 có 2 loại trường âm, có 1 trường âm nhấn là đúc, có 5 trường âm thông thường là ra, va, sa, ra, kha, và có 2 đoạn âm là đú, khá. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123123, Sĩ Thiền Vũ, âm thanh lớn hơn Sĩ Kim, đó là một ưu điểm ha. Rồi, Bông Hoa thấy tăng nhiều hơn Sĩ Kim nữa.
là thấy cái vẻ an toàn hơn hả? Còn gì để mà sửa sai nữa hả? Nhiều cành hoa đẹp thế này mà sửa sai gì nữa? Khi nào mà thấy chỉ có hai cành hoa là có vấn đề, nhưng mà ở đây tới ba cành hoa nè ha, chứng tỏ là sĩ Thiền Vũ chính xác rồi. Như vậy thì sĩ Kim cũng phân tích như vậy thì giống nhau, nhưng mà sĩ Kim là cái khuyết điểm sĩ Kim là nhỏ hơn sĩ Thiền Vũ. À, sĩ Thiền Vũ thì rõ ràng hơn nè, nghe rõ người ta mới tặng hoa nhiều hơn nha. Còn sĩ Kim thì hôm nay sao mà chắc là mất dịch hay sao mà cái giọng nó nhỏ vậy không biết nữa. Rồi thôi quý vị thông cảm ha. Câu 1, câu 2. Đúc bóc bách chẳng đu ra phi ra măng đu ra hoa xa khá ra đúc khà. Rồi. Ồ. À, kinh này lại tại cái nó còn là tỳ kheo giác tâm, xuất gia tỳ kheo ở Thiền Lâm. À, Thiền Lâm Bộ Úc. À bên này xuất gia ở bên miền mà sa thủ sa thủ. À kinh lễ kính lễ thượng tọa ha. Thôi bây giờ chưa gặp lần nào nhưng mà biết được như vậy là cũng hoan hỷ. À, cùng tỉnh thượng tọa cứ thường xuyên đến với đạo tràng để có gì chúng tôi cùng học hỏi ha, và đạo tràng có thể trao đổi nhau trong cái sự tu tập, nhỏ lớn không quan trọng, trong cái sự tôn kính là tốt rồi. Rồi bây giờ câu 1, câu 2. Đúc bắp bách chẳng đu ra phí ra mần đu ra hoa xà khát ra đúc khà. Câu số 1, câu số 2 thông qua. Bây giờ câu 3, câu 4 để rút ngắn thời gian bà con ơi. 5 giờ 27 phút rồi. Bây giờ một câu là hai người phân tích ha. À, câu 3, câu 4. À, khô hai chữ có dấu sắc một chút đi, dính liền nhau. Đúc khô sao mà nó xăng qua sổ, chỉ đúc khô này dính liền nhau ha, hoặc là có dấu sắc, nếu mà không dính liền phải có dấu sắc ha, chứ không có để rời thế này. Để rời chỉ đúc khô sao mà nó xăng qua sổ thì cái ý nghĩa nó khác. À đó, đúng rồi. Đúc khô sao mà nó xăng qua sổ đúc khà nô bát tí tát tháp vù. À, đọc lại ha, câu 3, câu 4. Đúc khô sa ma na sang va so đúc kha nu ba ti tắc tắc ha gu. Chữ nhỏ ha. À, chữ nhỏ được rồi. Chữ nhỏ. Đúc khô sa ma na sang va so đúc kha nu ba ti tắc tha gu. Rồi. Bây giờ xin mời hay còn tiếp tục ha. Alo. Ô, chiếc lá mùa xuân nè. Xin mời chiếc lá mùa xuân câu 3, câu 4. À, mời vị này lên cho có mùa xuân chút chứ hồi nãy giờ thấy. Rồi, xin mời. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 3 và câu 4 ạ. Dukkho sa manasang waso dukkha nupatita thagu. Duk là trường âm nhấn, khô là đoạn âm, sa hình như con sai, duk là trường âm nhấn, khô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, sa ma, sa là đoạn âm, ma là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, na là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, so là trường âm thông thường. Câu 3 là có đúc trường, có ba loại trường âm là trường âm nhấn, trường âm thông thường,
và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và có rút là trường âm nhấn, một trường âm nhấn khô, và khô sô là trường hai trường âm đọc theo giọng, hai trường âm thông khô ma qua sô là bốn trường âm thông thường, xăng là trường một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá ná là hai đoạn âm, câu bốn dukkha nupati tathagu, duk là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, nupati tath là bốn đoạn âm, nupati là bốn ba đoạn âm, tách là trường âm, trường âm nhấn, tha là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Câu bốn có một trường âm nhấn kha, hai trường âm nhấn là chữ trúc với chữ tắt, kha với gu là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Dukkho sammanassaṃ vassō. Sai rồi. Dukkho sammanassaṃ vassō. Dukkha nupati tathāgu. Dukkho sammanassaṃ vassō. Dukkha nupati tathāgu. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thủ chức Lam mùa xuân. Vì này giọng đọc thì rất là ổn định ha. Nhưng mà khi phân tích á, thì quý vị thấy rằng bây giờ hết mùa xuân rồi, qua mùa hạ nóng quá đi. Cho nên hết nhiệm kỳ của mùa xuân. Nếu mà trong mùa xuân này chắc là phân tích chính xác ha. Nhưng bây giờ qua mùa hạ rồi, nóng quá. Cho nên trong cái sự phân tích nổi một chữ đúc khô và đúc kha là thấy có sự khác biệt rồi ha. Bởi vì trong cái khổ thì coi như là chúng ta luôn luôn coi như là bị nó chi phối. Nhưng mà bị chi phối như vậy cho nên chúng ta thấy gì đúc khô phía trước và chữ đúc kha phía sau có sự phân tích khác biệt. Không sao. Bởi vì khi mà chúng ta phân tích sai nhưng mà cái giọng đọc ổn định, và từ cái giọng đọc ổn định đó chúng ta biết chỗ nào sai chỗ nào đúng. Và bây giờ ngồi gần với nhau thì xin mời Sít Hà ha, Sít Hà Quan Hỷ chỉ cho Sít chiếc lá mùa xuân sai chỗ nào ha. Rồi mời Sít Hà. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và đạo tràng gặp. Con không biết con có sai hay là có thể còn sai hơn nữa. Dạ, con xin trả bài. Dạ, cái câu số 3, đúc bách bút trắng. No, dạ, con xin sám hối. Câu số 3, đúc khô sa mạ na sằng hòa sô. Đúc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, xô là trường âm thông thường. Thì con thấy trong câu này có đủ các trường âm, một trường âm nhấn là đúc, bốn trường âm thông thường là khô, ma, qua
và sô. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sang, và hai đoạn âm là xá và ná. Câu số 4 là đúc khà nú bát tí tách thà gù. Thì đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, nú là đoạn, nú bá tí là ba đoạn âm, tách là trường âm nhấn, tha là trường âm nhấn, và gu là trường âm đọc theo giọng thông thường. Thì trong câu số 4 có ba đoạn âm nú bá tí, ba trường âm, ba trường âm nhấn là đúc, tách và tha. Hai trường âm đọc theo giọng theo thông thường là kha và gu. Dạ con có sai, xin ngài chỉ lại. Dạ con xin trao mic lại. Alo, chị Hà hồi nãy cũng đã lên nói trước rồi, không biết phân tích mình có sai nhiều hơn là chiếc lá mùa xuân không, nhưng mà thấy cũng nhận được những cành hoa khích lệ. Xin mời sư Su Kha, tại sao tặng có hai cành hoa, tặng cho nhiều chứ tặng có hai cành hoa thế này người ta buồn sao? Đây mời sư Su Kha, cô ba cô bốn. Alo, làm sao? Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử. Dạ, con xin đọc và phân tích ạ. Đúc khô sa ma la sang hoa sô đúc khà lu ba ti tát tha gù. Đúc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hoa sô là trường âm thông thường. Dạ, câu một, câu số 3 là có một trường âm nhấn là có chữ đúc, và khô ma hoa sô là bốn trường âm thông thường, và có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ xăng. Câu 4 là đúc kha lu ba ti tát tha gù. Đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, lú bá tí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Đã, câu 4 là có hai loại trường âm. Trường âm nhấn có chữ đúc và chữ tát, còn trường âm thông thường có chữ kha và chữ gu. Còn 4 đoạn âm lú bá tí thá. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123 123. Sư Su Kha lên là thấy nhận những cành hoa rất là đẹp. Như vậy thì chiếc Hà với chiếc Thi Hà, chiếc lá mùa xuân, đã thấy cái sự phân tích của chiếc Su Kha chưa? Và đã thấy mình sai chỗ nào? Biết sai là chỉnh sửa lại ha. Rồi sa thú chiếc Hà hồi nãy gom lại câu số 4 á, thiếu một đoạn âm, tức là chữ thá ha. Chị mới nói tới chữ nú, chữ bá, chữ tí thôi, còn thiếu chữ thá.
nó cũng nằm trong trong cái đoạn âm có 4 chứ không phải có 3 ha. Rồi như vậy câu 3 câu 4 thông qua đi, thời gian sắp hết rồi. Câu 5 câu 6. Alo, câu 5 câu 6. Tasma na chak tha u si ya na cha dukkha nupati to si ya ha. Câu 5 câu 6. Tasma na chak tha u si ya na cha dukkha nupati to si ya. Alo, câu 5 câu 6. Câu 5 câu 6 xin mời Sĩ Thanh Hoàng. Alo, Sĩ Thanh Hoàng 2020. À, câu 5 câu 6 quan tích thế nào đây? Xin mời. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ tất cả các cô tu nữ ạ. Con xin phân tích câu 4 câu 5 ạ. Con xin đọc ạ. Tasmanachak thavusiya nacha dukkha nupatito siya. Tasmanachak thavusiya nacha dukkha nupatito siya. Con xin phân tích ạ. Tas là trường âm nhấn ạ. Ma là trường âm thông thường ạ. Na là đoạn âm ạ. Chắc là trường âm. Chắc là trường âm nhấn ạ. Tha là đoạn âm ạ. Vu là trường âm thông thường ạ. Xí là trường đoạn âm ạ. Gia là trường âm ạ. Vậy câu này có hai trường âm nhấn là ta và chắc. 1, 2, 3 trường âm thông thường là ma, gu và gia. 3 đoạn âm là ná, thá, xí ạ. Con câu cuối cùng là ná chá là đoạn âm ạ. Đúc là trường âm nhấn ạ. Kha là trường âm thông thường ạ. Nú pa ti tô xí là 2, 4, 5 đoạn âm ạ. Và cha là trường âm ạ. Vậy câu này có 1, 2, 3, 2, 4, 5, có 7 trường âm ạ. À, có 7 đoạn âm ạ. 1 trường âm nhấn là đúc và 2 trường âm thông thường là kha và cha. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính chào sư ạ. Alo, Sĩ Thanh Hoàng tặng nhận được 6 cành hoa, như vậy thấy cũng quan hỷ ha. Âm thanh tốt, phân tích nó rõ ràng ha, nhưng mà đúng hay sai cái chuyện nó tính sao. Xin mời Sĩ Kim Nhung câu 5 câu 6, Sĩ Thanh Hoàng phân tích như vậy không biết làm sao, xin mời ha. Dạ alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin phân tích câu 5 và câu 6 ạ. Tas ma na tha gu si ya na cha duk kha nu pa ti to si ya. Tas ma na cha tha gu si ya na cha duk kha nu pa ti to si ya. Ở câu 5. Pas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chát là trường âm, thá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Câu 5 có 8 âm, trường âm thông thường có 3 là ma, gu, gia. Trường âm nhấn có 2 là tát, chát, không có trường âm giọng nguyên âm. Đoạn âm có 3 là ná, thá, xí. Ở câu 6, ná, chá là 2 đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn.
Kha là trường âm thông thường. Nú, Bá, Tí là ba đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Xí là đoạn âm. Gia là trường âm thông thường. Ở câu 6 có 10 âm. Thì trường âm thông thường là Kha, Tô, Gia có 3. Trường âm nhấn có 1 là Đúc. Trường âm rộng nguyên âm không có. Đoạn âm có 6 là Ná, Chá, Nú, Bá, Tí, Xí. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Con xin xuống mic. Dạ. Alo, sao mà sư Kim Nhung nhận bông hoa nhiều quá vậy nè? Mày nhận tới 3 luôn, trong khi sư Thanh Hoàng nhận có 2 hả? Mà 3 người tặng. Còn đây 1, 2, 3, 4, 4 người tặng hoa luôn. À, giỏi ha, đúng rồi. Giỏi mới tặng được hoa nhiều vậy chứ. Rồi. Bây giờ sư Thanh Hoàng nghe một người nữa để biết rằng mình tại sao nhận có 2 cành hoa ha. Bây giờ cái người đó là người nào đây? Alo, mời sư niệm từ câu 5 câu 6. Xin niệm từ, có chút máy không? Rồi, xa thủ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính lãnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Dạ, con thấy con kính lãnh lễ tỳ kheo Bodhicitta. Dạ, con kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết và âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích 2 câu số 5 và số 6. Tasma nachat thalu siya nachat dukkha nubatito siya. Dạ, con xin phân tích câu số 5. Dạ, tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, na là trường đoạn âm, chat là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ngu là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu số 5 chỉ có 2 loại trường âm, là trường âm nhấn là tas và chát. Trường âm thông thường có ma, ngu, gia. Dạ, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin phân tích câu số 6. Na chá đúc Kha nu ba ti to si ya. Dạ, ná, chá là 2 đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn. Kha là trường âm thông thường. Nú, bá, tí là 3 đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Xí là đoạn âm. Gia là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu số 6 cũng chỉ có 2 loại trường âm. Trường âm nhấn có đúc. Và trường âm thông thường có kha, tô, gia. Còn 6 đoạn âm là ná, chá, nú, bá, tí, xí. Và 6 đoạn âm. Và trong câu số 6 và câu số 5 cũng đều giống nhau là không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Dạ, con đã phân tích xong. Con có sai, con xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin dâng bích lại cho Ngài. Dạ, Nam Mô Buddhaya. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Alo, 123, 123. Thiết niệm từ, không có gì để mà nói nữa. Chính xác, ha, rõ ràng. Và thiết niệm từ cũng đã kết thúc câu 5, câu 6. À, thôi bây giờ thì chúng ta ôn lại. Bởi vì quý vị đã phân tích như vậy là rõ ràng rồi, chính xác rồi. À, bây giờ chúng ta qua cái giọng đọc để coi thử sự phân tích xong thì đọc có ổn định hay không. À, xin đọc trước ha.
đục bọc bạch trầm đu ra phi ra mầng đúc ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khô sa ma nát sang hòa sô đúc khà đúc bát tí tắc thác vù tát ma nát chắc thác vù si già nát chắc đúc khà đúc bát tí tô si già. Câu tư hơi dài ha, cho nên chúng ta có thể chia ra làm hai, hoặc là quý vị có thể đọc hai câu, một lần hai câu, một lần hai câu ha. Đúc bắp bắt chẳng đu ra phi ra măng đu ra hoa xa khá ra đúc khà đúc khô sơ ma na sang hoa sô đúc khà lúc ba tí tắc tha vù tas ma na chắc tha vù si ya na cha đúc nút bát tí tô si già. Đọc chia ra hai câu nó dễ đọc hơn ha. Rồi đọc lại ha. Đúc bát bát chẳng đu ra phi ra mằng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khô sa ma na sang hòa sô đúc khà nút bát tí tắc tha vù tas ma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha nu bát tí tô si ya vui thay vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Rồi xin mời bàn tay của quý vị ạ. Alo. Con xin kính chào sư Chí Đức, tỷ khu Chích Tá Bố Thí phóng sư, con quên rồi, con sorry. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử, con xin kính chào các sư, cho xong đi sư, con quên cái tên của sư đó rồi. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 302. Dạ. Yeah. Đọc kinh thôi sư, không cần đọc kệ phải không sư? Quý vị có nghe rõ không vậy ha? Con thấy người nào cho tín hiệu sư, có nghe con rõ không sư? Một đống luôn. Bây giờ lên quá trời luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người, dạ xin cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu. Dạ con bắt đầu đọc rồi sư. Đọc kinh thấy sư ha, khỏi đọc kệ phải không sư? Cũng 4 giờ rồi đấy sư, không nói đọc cho lẹ lẹ đấy sư, nói tích sự cho xong. Dạ con xin bắt đầu đọc. Đúc bắt bắt chăng đu ra phí ra măng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khô sa mà na sang hòa sô đúc khà đúc bát tí tắp tha gù tác mà nó tác mà nắc chấp tha gù si già na cha đúc khà nút bát tí tô si già đúc bắt bắt chằng đúc ra phí ra mằng đú ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khô sa mà na sằng hòa sô đúc khà nút bát tí tắp tha gù tác mà na chắc tha gù si già na cha đúc khà nút bát tí tô si già đúc bắt bắt chằng đúc ra phí ra mằng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khô sa mà na sằng hòa sô đúc khà nu bát tí tắp tha gù tác mà na chấp tha gù si già na chá đúc khà nu bát tí tô si già vui hạnh sức gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin cảm ơn sư đã cho con ba cái bông hướng dương, là tức là không có bị gầy. Dạ con xin mời quý vị kế tiếp. Alo, 1 2 3 1 2 3. Tặng ba cái cành hoa không phải là coi như là đúng hoàn toàn, mà tặng ba cành hoa tức là đọc được,
Nhưng mà khổ cái đọc từng câu. Đây phải đọc một lần hai câu. À, phải đọc một lần hai câu chứ không phải đọc từng câu một. À, sĩ Kim nhớ ha, đọc một lần hai câu ha. Tặng hoa là tặng hoa, nhưng mà đọc từng câu một nhắc gần như vậy thì không có không không có ổn rồi. Đúc bóc bát chằn đu ra phi rắc mần đu ra hoa xà khát ra đúc kha. Tới chữ kha này dừng lại này, hai câu mới được dừng nha, chứ không phải đọc từng câu một ha. Rồi xin mời sĩ Kim Nhung tiếp tục. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng các anh chị. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 302 ạ. Đúc báp bách chẳng đu ra phi ra mạng đu ra hoa xa khá ra đúc khá. Đúc khổ sa mạ na sang hoa sô. Đúc khá nu ba tí ta tha gu. Tát mạ na cha tha gu si ya na cha đúc khá nu ba tí ta. Tô si ya, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt sống, bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân, chớ chạy theo đau khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic, kính mời chị Tâm Phương ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính cảm ơn chị Mita, dạ cảm ơn Thiên Vũ, dạ con kính đảnh lễ ngài, con xin đọc câu Pháp Cú 302, dạ. Đúc bát bát chằng đu ra phi ra măng đu ra hòa xa ga ra đúc kha đúc sô sa ma na sam hòa sô đúc kha nu pa ti tát tha gù tát mà na chát na na cát tha gù si già si già na na chát đúc khà nu pa ti tô si già đúc pa pa chẳng đúc đu ra pi ra măng đu ra hòa xà ga ra đúc khà đúc sô sa mà na sam qua so dukha nupati tattha go tamana katha go siya natcha dukha nupati to siya. Dạ, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoặc khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập bụng lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gốc đoạn trường, theo chi biết khổ, vẫn bương chảy hồi. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đích. Và con nhường biết lại cho quý vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy Khà Giá, Nam Hà Giá, Nam Hồ Sàng Khà Giá. Và con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 302. Đúc bắp bách chẳng đu ra phi ra mạng đu ra hoa xa khá ra đúc khà đúc khổ sa mà na sang hoa sô đúc khà nu ba ti tát tha gu tát ma na cha tha gu si ya na cha đúc kha nu ba ti tô si ya đúc bắp bát chẳng đô ra phi ra mạng đô ra hoa sa kha ra đúc
kha đúc khô sa ma na sang qua sô đúc kha nu ba ti tát tha gù tát ma na cha tha gù si ya na cha đúc kha nu ba ti tô si ya đúc bắp bát chẳng đu ra phi ra mang đu ra qua sa kha ra đúc kha đúc khô sa ma na sang qua sô đúc kha nu ba ti tát tha gù tát ma na chắc chát tha gù si già na cha đúc kha nu ba ti tô si già vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Khó thai đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nỗi sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên đừng dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ, vẫn bươn chạy hoài. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Con có gì sai thì xin Ngài chỉnh sửa cho con. Alo, 123, 123, xin Meta. Xin Meta đọc rất là chuẩn, không có sai chỗ nào hết á. Nhưng mà đưa tay là có vấn đề. Đây là một bài học khó. Bài học này chúng ta sẽ sinh hoạt thêm một buổi nữa. Chứ một bữa hôm nay thì không đủ. Chính cái khó quý vị học, nhưng mà phải hỏi. Bởi vì cái học và cái hỏi đi đôi với nhau. Thời gian thì chúng tôi còn bận cái công việc ở phía dưới. Tức là cái hôm nay là cái ngày mà chư Phật tử tới một ngày ở chùa, chứ không phải là một ngày tu tập. Thì chúng tôi phải tiếp đón lo công việc này, công việc kia. Nó rất là bận rộn, không có thời gian. Thì quý vị quan hỷ ha. Có thể quý vị cứ sinh hoạt, cứ sinh hoạt câu Phật ngôn 312 này. Và câu Phật ngôn 302 này sẽ sinh hoạt thêm một buổi nữa. Thì bây giờ coi như chúng tôi có bận công việc ở dưới, lo chuẩn bị sắp xếp rồi này kia. Tăng tới, rồi Phật tử tới, rồi cũng có một cái sự sinh hoạt cho nó ấm cúng của chùa. Cho một thời gian mà nghỉ, tức là thời gian mà mắc dịch á, thì nghỉ sinh hoạt. Rồi bây giờ bắt đầu khởi đầu lại trong cái năm mới, thì cũng phải cố gắng làm sao đó cho bà con tới vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi chứ. Chứ hôm nay người ta tới chùa rồi cái lơ lơ là như vậy đâu có được ha. Quý vị sinh hoạt tự do ha. Cũng rất là cảm niệm công đức của quý vị đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái ngày tu một tháng một ngày, tức là ngày 29 âm lịch, thành ra một truyền thống tầm mấy năm qua chúng tôi đã áp dụng. Và cũng do sự hỗ trợ của quý vị mà sự sinh hoạt ở dưới đất chùa Ngọc Đạt người ta cũng có cảm tình, chứ không phải là người ta thấy sự sinh hoạt bê bối quá rồi người ta gọi là ngạt độc, thì cái đó là khổ cho chúng tôi. Xin quý vị hoan hỷ. Chúng tôi xin nhường lại để cho Sít Nhật Quỳnh rồi quý vị trong đạo tràng cứ sinh hoạt, rồi tạo ra những cái sự thắc mắc nhiều á, rồi chúng ta những cái sự nghi ngờ đó, những cái sự hoài nghi đó chúng ta sẽ được giải tỏa. Nếu mà chúng tôi giải quyết không nổi thì ngày Chủ Nhật có ngày Liễu Tông, thì chúng ta học pháp thì chắc chắn là sự nghi ngờ của chúng ta rất là nhiều. Mà hôm nay cái câu Phật ngôn này khó chứ đâu phải là dễ đâu. Thấy Sĩ Tâm Phương đọc thấy cũng đau khổ quá, nhưng mà Sĩ Tâm Phương lúc này cũng tiến bộ lắm rồi á. Quý vị, câu này khó mà đọc là tiến bộ. Cố lên.
Và chúng ta còn một buổi nữa sinh hoạt về câu Phật ngôn 302. Bởi vì trong câu Phật ngôn này nói lên 5 cái vấn đề chứ không phải là một. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết câu Phật ngôn này ha. Rồi xin mời xin Nhật Quỳnh chủ trì buổi sinh hoạt ngày hôm nay cho đến hết giờ luôn ha. Rồi xin mời xin Nhật Quỳnh nha. Dạ xạ thủ, dạ sư cho con nói một câu rồi sư hả, rồi rung mạch sư. Dạ sư ra cho con gửi lời thăm tất cả quý Phật tử vào sinh hoạt chùa Ngọc Đạt sau khi trận dịch. Dạ cho con chúc lời, có lời chúc an lành đến với tất cả và mong tất cả ngày hôm nay một ngày ở chùa Ngọc Đạt được an vui. Dạ rồi con cung thỉnh sư yên tâm tiếp Phật tử. Dạ có hà nữa nè. Dạ tiếp Phật tử và quý sư. Dạ con kính nhân mít đến sư đến ngài. Alo, sự sinh hoạt ở trong rung của chúng ta cũng có một số quý vị tham gia cái ngôi chùa dưới đất, đó là coi như Huỳnh Chánh Ngộ ha, Siết Liên Hoa, Siết Châu Nguyễn, Siết Như Quỳnh, rồi thỉnh thoảng cũng có Siết Trạch Khúc nữa, đó là những cái vị cụ cũ ha. Còn hôm nay Siết Kim Dung nó đi lên chùa mà sao bây giờ còn ở đây nè, làm sao hứa hả mà không đi hả, là cái vấn đề đó là bà con với con ma nhà họ Hứa nghe. 29 tháng 5 mà đầu được âm lịch mà tưởng chưa tới, cái này gọi là tưởng không người lái nè ha. Rồi thôi như vậy coi như có một cái sự nhầm lẫn, có một cái sự nhầm lẫn, cho nên 29 cuối tháng âm lịch, tức là ở Ngọc Đạt luôn luôn nó trở thành một truyền thống luôn cả mấy năm rồi. Siết Kim Dung có điện thoại rồi có nói ngày hôm nay lên, nhưng mà như vậy là chắc đi không kịp rồi, xe chạy rồi, xe đứng ở chùa Kỳ Viên nè ha, đón ở Lăng Chiểu ha, đón ở Hàng Xanh ha, đi nghĩa là đi xe miễn phí mà coi như vậy là bị xù rồi, bây giờ chưa đi là xù rồi, xe chạy rồi đó. Rồi sa thủ cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã đến Ngọc Đạt và đã gặp một số Phật tử ở Ngọc Đạt, rồi bây giờ gửi lời thăm ha. Quên một chuyện, bởi vì có một người ở bên chùa có ngài Pháp Nhẫn có nhờ, tức là sau khi làm được những thiện sự nào thì nên hồi hướng đến hương linh cho bà Ngô Thị Chết, pháp danh Diệu Đức, mất ngày 9 tháng 5 năm 2020, hưởng thọ 85 tuổi. Với những Phật sự, với những công việc, với những câu Phật ngôn bà Ngô Thị Kết, với những việc làm mà chúng ta đã đào tạo trong ngày hôm nay, nhất là thọ trì quy giới, nghe kinh thính pháp để tâm của chúng ta được hướng thiện, tạo những thiện sự, và với phước lành này xin hồi hướng đến hương linh bà Ngô Thị Kết, pháp danh Diệu Đức, mất ngày 9 tháng 5 năm 2020, hướng thọ 85 tuổi, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui đó càng thêm tăng tiến. Rồi xin chúc đạo tràng sinh hoạt vui vẻ ha. Bây giờ là Việt Nam là 6:09 rồi, trời sáng quá rồi. Công việc thì cũng lu bu quá, quý vị thông cảm ha. Rồi xin phép quý vị. Chúng con thành kính chúc ngài ngày hôm nay gặp được chư tăng và Phật tử luôn được an vui. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ. Niệm từ nghe vui không niệm từ. Sau cái buổi lễ là thường Nhật Quỳnh nhận được nhiều ảnh lắm. Dạ, nhận được nhiều ảnh của quý Phật tử. Dạ,
Em buồn hả? Cái này là tại Kim Nhung nha. À, kính thưa đạo tràng, à, quý vị Phật tử, tưởng đã Nhật Quỳnh nói rồi, Nhật Quỳnh cho số điện thoại rồi, Nhật Quỳnh nói gọi gặp ngài cho rõ ràng ngang, đừng có sai, có chỗ xe rước đàng hoàng ngang Kim Nhung ngang 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 ngang, mà rốt cuộc bây giờ điện thoại gặp ngài rồi vậy mà lại tưởng lầm. Phải không Thanh Hoàng? Thanh Hoàng ở xa thì không nói làm chi, còn như Kim Nhung ở Sài Gòn mà đã Nhật Quỳnh cho số điện thoại rồi, biểu gặp ngài đi, à, nói cho rõ ràng. Nhật Quỳnh nói thì không có rõ đâu. Cái thứ hai nữa là cái địa điểm mà xe rước, Nhật Quỳnh không có rõ, biết là có xe biết là có xe mà rước phí, nhưng mà không biết địa điểm ở đâu, nhớ thôi, tại vì không có đi, chưa đi lần nào nên là không có biết nha. Nhưng mà bây giờ á nè, mà nếu mà Kim Nhung sẵn sàng không sao hết, chạy ra bắt xe buýt đi Long Thành. Ừ, nhưng mà lên thì cúng con dư sức qua cầu, dư sức qua cầu Kim Nhung. Bây giờ hả, ra bắt xe buýt xong rồi đi bắt xe buýt Long Thành nha, đi tới cầu Sông Buông cho tôi xuống, rồi xuống đó đi vô còn kịp, còn kịp giờ luôn, tại vì sinh hoạt tới chiều 4 giờ chiều lận mà kia, nhập vô trễ thì mình có thể vô mình nghe pháp rồi mình tập tu gì gì đó. Có quý sư giảng dạy ngày hôm nay thì thỉnh mấy vị luôn đó, nên là nếu mà Kim Nhung đúng rồi dùng tâm bay hả, dùng tâm bay tới hả? Hà còn hay nữa, tại vì nhà Hà ở Mỹ dùng tâm bay, nhưng mà Kim Nhung thì còn được. Nhưng mà thôi nói vậy chứ đợt mệt lắm, thôi ở nhà với tâm quan khỉ đi, hướng về chùa Ngọc Đạt đi, rồi tâm quan hỷ thì cũng tốt rồi, chứ giờ mà đặt lưỡi đưa đi rất là nguy hiểm nha, nên không sao hết. Rồi lần sau lỡ chuyến đò thôi, lần sau đi tiếp thôi. Bây giờ Nhật Quỳnh trở lại với cái công việc của mình ngày hôm nay nha quý vị, tại vì cái câu Phật ngôn này Nhật Quỳnh thấy rất là khó đọc, nên là bây giờ Nhật Quỳnh post lên. Nhật Quỳnh kính mời vị nào quan hỷ cứ đưa bàn tay lên, một lần cũng được, hai lần cũng được, ba lần cũng được, bốn năm lần cũng được luôn, đọc nhân nhiệt luôn, rồi tới người khác, không phải chứng duyên đâu, đôi khi là vậy đó quý vị. Nhưng mà cái thở ban đầu nó rất là chứng duyên, nhưng mà mình quyết tâm rồi là nó ok à. Dạ, yeah. Nhật Quỳnh thường gặp, Nhật Quỳnh có một người chị bà con dặn mày đi chùa mày nhớ kêu tao nha, mày nhớ kêu tao nó. Dạ rồi em nhớ kêu chị, tại vì Nhật Quỳnh ở Việt Nam, Nhật Quỳnh đi chùa thường xuyên lắm, đi chùa gần chùa xa rồi đi hoài à. Cái xong cái kêu chị ơi ngày mai đi chùa nghe chị, ở đó nghe chị. Được rồi, sáng ngày mai thím mày xuống nha, xuống chở chị đi nha. Tưởng sao ngày mai xuống nghe này, thôi thím đi thím ơi, chị bị đau bụng, chị bị nhức đầu, chị bị cái này, chị bị cái kia cả chục lần như vậy đó quý vị. Cuối cùng Nhật Bình ấy, chị phải cố gắng lên, bây giờ bị gì cũng đi hết á, chứ chị mà cứ bỏ qua là bị hoài luôn à. Dạ, thì tới sau này thì chị chịu đi. Dạ, nên cũng ok, nên không sao đâu Kim Nhung. 29 hàng tháng, đúng rồi, không có phải tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì hết á. Hàng tháng, tháng nào cũng 29 á. Là hàng tháng, tháng đủ tháng thiếu gì cũng 29 nha Kim Nhung. Đủ thiếu gì cũng 29 chứ. Tháng này là có 30 nè. Dạ, tháng này có 30, nhưng mà chùa vẫn tổ chức 29 mà không có phải cần cứ nhật chứ gì hết á. Nghe chùa của sư Phước Hiền á, là chùa Phước Huệ á, cũng cái đoàn ở Sài Gòn lên á. Nhưng mà ở đó thì không biết tổ chức cứ nhật cuối tháng hay sao đó, Nhật Bình cũng quên rồi. Nhưng mà có tổ chức một ngày chùa Phước nhà, nhưng tổ chức trong ngày chủ nhật. Còn chùa Ngọc Đạt thì không, cứ 29 là 29 cũng nhiều năm rồi, là cứ 29. Giờ trở lại nha, lên Hà nè, còn ai nữa, niệm từ nè, Hồ Thông Duyên ơi, số khá anh Đúc Khá nè, dạ mời tất cả
quý vị, vị nào quan hệ trong tâm hương đó nè, tâm hương nếu có thời gian cứ việc đọc tâm thôi, đừng lo, ai cũng vậy thôi. Rồi mời quý vị nha. Dạ, con thấy không ai lên đọc, con xin được đọc. Đúc bách bút chằng, đu ra phí ra mằng, đúc rào hòa xà khá là đúc cà. Đúc khổ sa mà na sằng hòa sổ, đúc khà nu bá tí tách tha gù, tát mà na chát tha gù, na chát đúc khà nu bá tí tổ sa dạ. Đúc bách bút chằng, đúc ra phí ra mằng, đúc và hòa xà khá là đúc cà. Đúc khổ sa mà na sằng và sổ, đúc khà nú ba tí tách tha gù, tát mà na chát tha gù, na chát đúc khà nú ba tí tổ si bà. Vui vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thai đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chải hoài. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Dạ, còn vị nào đưa bàn tay không? Thiện Vũ đọc không? Thiện Vũ Hà đọc rồi, Thiện Vũ đọc không? Quý vị đọc cũng được, kệ cũng được. Dạ, mình có thể bình luyện đi. Giờ còn có 10 phút hả quý vị? Đọc đi để mất quyền lợi đó. Thiện Vũ đọc ngang, Nhật Quỳnh. Dạ, em xin kính chào đạo tràng, em xin đọc bài ạ. Đúc pháp pháp chăng, đu ra phí ra măng, đu ra pha ra khá ra đúc kha, đúc khô samana sang va so đúc kha, nú phá tí tháp tha gu, tát ma ná chát tha gu, xí ya ná chá đúc kha, nú phá tí chô xí ya. Đúc pháp pháp chăng, đu ra phí ra măng, đu ra và sa kha va đúc kha đúc khô sama na sang va so đúc kha nu va ti tháp tha gu tas ma na cha tha gu si ya na cha đúc kha nu va ti to si ya. Dạ em xin hết ạ. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, Tâm Hương đọc không? Còn vị nào đọc không?
Nhật Quỳnh thấy tín hiệu đi, nãy giờ Nhật Quỳnh té hai lần rồi. Cảm ơn Thiện Vũ nha. Dạ, Thanh Hoàng đọc không Thanh Hoàng? Thanh Hoàng đọc không? Thì Nhật Quỳnh mời Thanh Hoàng, mời Tâm Khương nha. Alo, hôm nay, alo, băng băng hàm gì vậy? Bị ế đi. Nhật Quỳnh mời mình. Ok. Ok, chữ Tâm Phương đọc nghe để cho Nhật Quỳnh đỡ buồn tội nghiệp quá. Sai thì sửa giùm nghe ha Nhật Quỳnh. Đúp đúp bát bát chằng. Đu ra phi ra măng. Đu ra hòa xà. Gá rạ đúc khà. Đúc khổ xa mà. Na sầm quá. Sổ đúc khà. Nú ba tí tát thà gù. Tát mà nà chát à chát tha gù si già si già na na cha đúc khà nu pa ti tổ si già đúc đúc phát ba chàng đu ra phi ra mằng đu ra hòa xà ga ra đúc khà đúc khổ sa mà na sầm quá sồ đúc khà núp bát tí tát tha gù tát mà nà nà cát tha gù si già na chà đúc khà núp bát tí tổ si già vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoặc khó sống bạn không đồng khổ không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống ông nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gốc đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chải hồ. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Đúp bát bát chằng, đúp bát phí ra mằng, đu ra hòa xà, ga ra đúc khà, đúc khổ xa mà, na sầm quá sồ, đúc khà, nu ba tí, tát tha gù, tát mà na, na cát tha gù, si già, na, 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 na cha đúc khà nu pa ti tổ si già dạ. Ủa có hả? Có ngài đó hả Nhật Quỳnh? Ok đầu Tâm Phương đọc xong rồi, mình mời vị kế tiếp lên đọc đi, không có thầy cứ đọc đợi đi, đọc rồi chứ khi nào cho nó nhuyễn thôi. Ok mình xin dừng biết là ngay. Dạ, Sa Thú kính cảm ơn Tâm Phương, kính cảm ơn Xích Hà. Thôi, bây giờ mịch ế để Nhật Quỳnh đọc. Nhật Quỳnh chưa đọc bài được mà quý vị. Dạ, mời Nhật Quỳnh muốn quý vị hăng hái lên thôi. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ và Nhật Quỳnh xin phép đọc. Tâm Phương này có giọng kể hay quá, không lợi dụng thời cơ gì hết. Giờ này ta đọc ta kể luôn, không lợi dụng thời cơ. Cái này là thua rồi nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được cả bài à. Đúc bát bát chằng đu ra phi ra măng đu ra hòa xà kha ra đúc kha đúc khờ sa ma na sằng hòa sơ đúc kha nơ ba ti tắp tha gù tát ma na chắp tha gù si già na chắp đúc kha nơ ba ti tờ si già. Dạ đạo tràng còn nghe không cho Nhật Quỳnh một tín
Hello? 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 Alo, alo. À, cảm ơn, cảm ơn. Như vậy là không có Nhật Huỳnh nào phải không? Nhật Huỳnh bị rớt mic hay là Nhật Huỳnh không cầm mic. Thì thôi bây giờ còn nơi room còn lại mấy vị đi. Mình lên mình kể đi. Ok. Ok, giờ để mình Trương Phong kể trước nha. Ok. À. Ok. Được ba ba dâm đà ra phi ra măng, đúng ra hoa sang gà ra đúng khang, đủ khổ sa ma na xăm hoa sông, đủ khá nụ ba tì tắc tha gu, ta ma na can tha gu vi ya. Na cha đúng kha nụ bà tí tô xì giang. Đô bà bà giang, đô bà bì ra măng. Đô ra hoa xa, gà ra đu khang. Đô khô xa ma na xăm hoa xô. Đô kha nụ bà tí ta tha gô. Ta ma na cam tha gu si ya na cha du kha nu pa ti to si ya do pa pa yang do ra pi ra mang dung ra wa sa ga ra du kha do ku sa ma na sam wa so đô kha nu pa ti tăng tha gu ta ma na ca tha gu si ya na cha đúng kha nu pa ti to si ya. Rồi Tâm Phương Xuân Phong kể trước rồi đó. À, bây giờ mời vị nào tiếp tục lên đi để đọc kệ cho nó hết giờ, vì nãy giờ là Nhật Huỳnh vô rồi nè. Ok, nhưng biết là Nhật Huỳnh nghe. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Tâm Phương. Dạ, Nhật Huỳnh xin sám hối, Nhật Huỳnh té hoài. Té riết đứng lên hết giờ luôn rồi quý vị. Dạ, nên Nhật Huỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Huỳnh lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng quả phước mà trong buổi học ngày hôm nay chúng ta đã trong sạch tạo được. Dạ, Ngài Tri Đức thì bây giờ không còn có nít nhưng mà không, Ngài không còn ở trong room đâu. Ngài bận việc ở dưới chùa dưới đất rồi. Dạ, bây giờ thì kính mời đạo tràng cùng với Nhật Huỳnh hồi hướng nha. Nam Mô Bích Tha, dạ, chúng con thành tâm bảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý Ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Tiên Vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong room Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong room Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các Ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đầm đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni bana sabbat cha yo ho tu. Ý đăng quân nhân ni bana sabbat cha yo ho tu. Ý đăng quân nhân ni bana sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý Ngài đã quan tâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý Ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt,
thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo vào đạo tràng kính pháp, kể kinh, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngày Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ. Lại sở Việt Nam, trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô